xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tặng thay lợi nha các bạn. Hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Thùy. Bạn hỏi rằng 7 2 1 6 2 chia 12, khi đây là số 1 2 3 4 5 chữ số chia cho số có 2 chữ số. Khi các bạn viết về cái dạng hay giải về phép chia đây chưa ạ, thì các bạn phải biết phân biệt đây. Đây là số bị chia, đây là số chia. Ngay vị trí này người ta gọi là thương. Còn cái số cuối cùng này người ta gọi là số dư. Nếu số dư là số 0 thì người ta gọi là phép chia hết. Còn nếu là số dư là số tự nhiên từ 1 đến số 11 thì người ta gọi là phép chia có dư. Khi để giỏi phép chia, các bạn cố gắng giúp lỡ phải tính phép nhân và phép trừ một cách chính xác nhất. Rồi bắt đầu nha các bạn. Bắt đầu nè. 7 chia cho 12 không được, lấy thêm một số nữa. 72 chia 12 thì các bạn nhẩm phép nhân giúp lỡ. 12 nhân 1 12. 12 nhân 2 bằng 24. 12 nhân 3 bằng 36. 12 nhân 4 bằng 48. 12 nhân 5 bằng 60. 12 nhân 6 bằng 72. Và các bạn nhân thì các bạn phải quan sát cái kết quả này xem coi nó có lớn hơn bằng này chưa. Được chưa? Nếu lớn hơn hoặc bằng thì các bạn dừng lại. Vậy 72 thì nó bằng rồi. Vậy ta nè, viết cái số 6 này vào phần thương. 12 nhân 6 bằng 72. Sau đó lấy cái số 72 của cái số bị chia trừ cho cái kết quả của 12 nhân 6 72 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0. Và viết 0 vào đây. Được chưa? Sau đó tiếp tục như vậy, các bạn làm tiếp. Rồi 0 chia cho 12 không được, hạ 1. 1 chia 12 không được, các bạn nè, nhớ hạ lần thứ 2 thì các bạn thêm, hạ 6 xuống. Vậy đây mình thêm 0. Tiếp tục lấy 16 chia 12 thì các bạn nhẩm phép nhân. 12 nhân 1 12. 12 nhân 2 24. Hàng này 24 qua 16 rồi, thì các bạn lấy 12 viết 1 vào phần thương. Viết 12 vào phần số bị chia và lấy trên trừ dưới. 6 trừ 2 được 4. 1 trừ 1 được 0. Tiếp tục như vậy các bạn. 4 chia 12 không được, hạ 2 xuống. 42 chia 12 các bạn cũng nhẩm bảng nhân 12. 12 nhân 1 12. 12 nhân 2 24. 12 nhân 3 36. 12 nhân 4 48. 48 vượt 42 rồi, các bạn lấy 36. Viết số 3 vào phần thương. Viết 36 vào phần số bị chia và lấy trên trừ dưới ra 6. Và các bạn xem coi còn cái số nào hạ nó hay không. Nếu không thì dừng lại. Vậy đây được gọi là phép chia có dư 6. Vậy các bạn sẽ viết vào 7 2 1 6 2 chia 12 được 6 0 1 3 dư 6. Ok chưa? Tương tự mình cho một ví dụ, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.